Và điều này là điều quan trọng thuộc loại tối ưu trong cái công việc làm affiliate của các bạn. Đó là các bạn có rất nhiều kênh các bạn triển khai, các bạn có rất nhiều cách làm các bạn triển khai. Nhưng ở đây tôi muốn chia sẻ với các bạn các cái loại lưu lượng, các loại truy cập. Điều đầu tiên tôi muốn chia sẻ với các bạn đó là cái loại traffic kiếm được. Đây là cái loại giống như là các bạn làm các video trên các cái kênh YouTube, Facebook, TikTok gì đó mà các bạn không cần phải quảng cáo hoặc website nào đó. Đó chính là cái loại thứ hai, đó là traffic điều khiển được. Đây ví dụ như là giống các bạn như là quảng cáo, các bạn target đúng không ạ? Đối với nam hay đối với nữ, họ làm nghề gì, họ bao nhiêu tuổi, họ ở đâu, họ có sở thích gì, họ có hành vi gì. Đó là những cái thứ mà traffic bạn điều khiển được. Và hai cái loại này này, nhưng các bạn phải chuyển sang một cái loại thứ ba. Đó, cái loại này vô cùng quan trọng. Loại này sẽ giúp các bạn tối ưu được và giúp các bạn đỡ phải đi tìm kiếm họ hơn. Bởi vì bạn biết chắc rằng họ rất thích cái nội dung của bạn. Đó là các bạn phải chuyển sang, đó là traffic sở hữu. Ở đây traffic sở hữu có nghĩa là gì? Chúng ta lưu lại các cái thông tin từ số điện thoại, email, họ tên, thậm chí ngày tháng năm sinh các kiểu nữa. Nhưng mà thông thường sẽ là số điện thoại, họ tên, email để chúng ta chăm sóc họ bằng một hệ thống tự động để gửi cho họ những cái thông tin mà họ cần.